quản lý đoàn thể quan trọng nhất là gì? Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Mọi người trong nội bộ khen lẫn nhau thì hưng thịnh, trong nội bộ phê bình nhau thì suy dần. Xem xét một gia đình cũng như vậy, anh chị em trong nhà hòa thuận thì hưng thịnh. Mỗi người đều có lợi ích của riêng mình, bất hòa với nhau thì suy rồi. Xem xét một gia đình, xem xét một đoàn thể, hoặc là quý vị xem xét thương hiệu của một công ty đều như vậy. Hòa thuận là điều kiện quan trọng nhất để hưng thịnh. Vì vậy, quản lý đại gia đình, quản điều gì? Hòa thuận, vấn đề liền được giải quyết. Người bất hòa thì không nên để họ bước vào. Quốc gia cũng vậy, thế giới cũng vậy. Tôn giáo hòa thuận, bá quan văn võ hòa thuận thì quốc gia hưng thịnh. Làm thế nào có thể hòa thuận? Phải giáo dục. Vì vậy giáo dục không được gián đoạn. Thời xưa ở tự viện, am đường, người xuất gia, cư sĩ tại gia đều biết giảng kinh. Người giảng kinh nhiều và không gián đoạn, đó là học. Hiện nay không còn nữa. Tôn giáo ở nước ngoài cũng không còn nữa, chỉ còn sám hối. Làm sai thì cầu thần linh, cầu Phật Bồ Tát xá tội, đều làm những việc này. Vì vậy đã suy di rồi, nhất định phải khôi phục lại. Phải thừa nhận chúng ta không bằng người xưa. Người xưa cao minh hơn chúng ta. Tuy rằng chúng ta biết một chút khoa học kỹ thuật, nhưng đối nhân xử thế tiếp vật đều kém xa người xưa. Trình độ thấp nhất của người xưa là có thể thuộc lòng, có thể giảng giải tất cả tứ thư ngũ kinh. Đó là tiêu chuẩn đối nhân xử thế của họ. Điều phiền phức lớn nhất của người hiện nay là cho mình cao quý nhất, ăn trên ngồi trước, không tin người xưa, cho rằng những gì của họ là lạc hậu, là phong kiến. Đây mới là mấu chốt thật sự của vấn đề. Làm sao để cứu vãn? Ngoại trừ việc khôi phục giáo dục truyền thống ra thì chẳng có cách nào để cứu. Vì vậy tôi liền nghĩ đến mở một trường học với hệ thống giáo dục liên cấp. Lớp bổ túc, chúng tôi không cần văn bằng, chúng tôi cần hiệu quả. Sơ cấp, nhi đồng, chính là tiểu học. Học, thánh học căn chi căn. Đúng thật là căn chi căn. Từ đó mà cắm sâu gốc rễ. 6 năm, trẻ con đều làm được, đều có quy tắc, khiến người khác nhìn thấy liền sanh tâm hoan hỷ. Trung cấp, trung cấp học tứ thư ngũ kinh, phải thuộc lòng, phải thực hành được. Đó là gì? Hiền nhân, quân tử. Sau cùng là lớp cao cấp. Lớp cao cấp là đại học. Học quần thư trị yếu. Quần thư trị yếu là do Đường Thái Tông chọn lựa ra, dạy quý vị làm sao để tu thân, làm sao để tề gia, làm sao để trị quốc. Dạy những điều này, học được rồi lập tức có tác dụng. Chương trình của lớp bổ túc này rất thực tế, thật sự có hiệu quả. Đọc sách thánh hiền có thể cứu đất nước, có thể cứu toàn thế giới. Không đọc sách thánh hiền thì mọi người phải chịu khổ chịu nạn, còn phải chịu nhiều năm. Vì vậy sách thánh hiền vẫn là sách thánh hiền, không được đánh giá thấp, không được hiểu lầm. Phải học tập nghiêm túc, chắc chắn có lợi. Phải tìm lại chữ hiếu, phải tìm lại chữ kính. Đối với cha mẹ, sư trưởng, người lớn tuổi, nhìn thấy họ, gặp được họ thì phải chăm sóc họ như cha mẹ của mình vậy. Như vậy có gì không tốt chứ? Cung kính người khác, từ người già đến trẻ nhỏ. Gốc của văn hóa truyền thống là một chữ hiếu, một chữ kính. Làm được hai chữ này mới có thể thâm nhập. Quý vị mới hiểu được, quý vị mới lãnh hội được người xưa thật tài giỏi, thật cao minh. Cao minh, họ có trung dung.
họ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Họ đi trung đạo, không thiên vị, không nghiêng lệch, xem xét hết mọi mặt, thật sự tài giỏi. Cứu giảng văn hóa truyền thống, phục hưng Phật giáo, chúng ta có nhiệm vụ này. Quý vị phải thật sự hiểu được việc này. Tôi phục vụ cho việc này. Chư Phật Bồ Tát đều phù hộ quý vị, tổ tiên phù hộ quý vị, thân tâm khỏe mạnh, phước tuệ tăng trưởng. Không dùng tâm này mà đến đạo tràng để nắm quyền, đến để quản người, quản việc, quản tiền. Những việc này trước mắt hình như là có lợi ích với đạo tràng, nhưng thực tế là họ đang phá hoại đạo tràng. Chúng ta phải bao dung, không kết oán thù với người khác. Ai không bao dung họ? Thần hộ pháp không bao dung họ. Đó là việc của thần hộ pháp, không phải việc của chúng ta. Chúng ta phải lễ độ với người khác. Vì vậy thấy rõ, thấy tường tận thì sẽ rất tự tại, rất vui vẻ. Có nhiều người đến nhiễu loạn, phá hoại, hơn nữa thì tâm của chúng ta cũng không dao động. Chúng ta chỉ làm việc của chính mình. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này.